Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ người phụ nữ tử vong sau khi ngã úp mặt vào chảo dầu đang sôi. Theo đó, vào lúc hơn 4 giờ cùng ngày, bà Lê T. K. Y, 53 tuổi, quê Đồng Tháp, ngồi chiên xôi gà trước phòng trọ ở con hẻm đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Y đang ngồi chiên ở dưới đất, bất ngờ mất kiểm soát, ngã úp mặt vào chảo dầu đang sôi. Người thân nhanh chóng kéo nạn nhân ra ngoài, tạt nước lên người để làm mát rồi đưa đi cấp cứu nhưng bà Y đã tử vong. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera của dãy trọ ghi lại. Theo tìm hiểu của phóng viên, xe bán xôi gà là của chị bà Y. Chiều ngày 17 tháng 10, người chị về quê làm đám tang cho cháu. Bà Y đang phụ anh rể chiên gà đã xảy ra sự việc. Bà Y có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng sự việc.